Bây giờ tôi mới ngủ thức dậy nha anh em ơi. Có anh em nào như tôi không? Mỗi lần thức dậy nó mệt quá. Chắc là nhiều anh em giống tôi lắm, vừa thức dậy là cầm điện thoại chơi game liền đúng không anh em? Đó, thì bây giờ thì tôi đánh ganh nè. Đó, xong rồi sẽ rửa mặt các thứ nha anh em ơi. Đó, xong rồi làm gì đây? Đó, ra ngoài là thấy trời mưa liền nha anh em ơi. Sáng sớm là thấy trời mưa liền đúng không anh em? Xui quả cái chưởng. Thì mới sáng sớm trời nó mưa rồi anh em mà xui quả cái chưởng luôn. Thì chiều nay có một trận bóng đá với mấy anh sinh viên biết tôi anh em à. Đó, chắc căng lắm anh em ơi. Thì tôi đang lướt YouTube để mà suy nghĩ clip cho anh em xem là đau đầu quả cái chưởng luôn. Thì mong anh em nhớ nhấn like đăng ký kênh hộ cho mình nha. Mời anh em buổi sáng nha. Đó thì tôi đang ngồi giống như là suy nghĩ ý tưởng để mà quay thật là nhiều clip hay cho anh em xem anh em, thì anh em nhớ nhấn like giúp mình nha. Suy nghĩ ý tưởng xong thì tôi sẽ lại đây gõ cửa nha anh em ơi. Quay clip đi anh em ơi, quay clip đi, ra quay clip đi. Rồi quay clip đi mấy anh hai. Quay clip gì em lại? Đi. Đi. Quá. Tao muốn làm sao á? Tao hỏi mày đấy. Tao hỏi mày. Đúng không sao? Tao hỏi mày chứ không phải hỏi tao. Còn đây là hậu trường quay đi quay lại nhiều lần cho anh em xem đây nha. Mày đấy. Rồi thì anh em thấy tôi cầm đôi giày thì anh em cũng biết tôi làm gì đúng không? Quay clip cho anh em xem mỗi ngày cũng 2-3 tiếng cho nên mà nên giờ này khoảng 4 giờ. Thì bây giờ thì tôi sẽ đi đá banh nha anh em ơi. Đó thì khá là nhiều anh em yêu thích đá banh luôn. Thì anh em nhắn like liền giúp mình đi. Đó để mình có động lực ra nhiều clip hay cho anh em xem nha. Đó thì một ngày của mình trọn vẹn chỉ nhiêu đó thôi anh em mà. Đó thì bây giờ đi đá banh thôi nha anh em. Ok. Rồi thì mới đây đã 5 giờ chiều đó anh em à. Thì bây giờ tôi sẽ xách đôi giày đi ra sân banh đây. Rồi hôm nay Châu Nước định xem đội này ăn được nhiêu trái. Tôi lấy xà lan chở chứ đội này đó chở anh em. Rồi thì bây giờ là bắt đầu trận đấu nha anh em ơi. Nhân gồm dẻo một người nè. Xong rồi chuyền cho Hằng Phú nè. Hằng Phú chuyền lại cho Đức Cống nè. Đức Cống xúc nhưng mà không vô nha anh em ơi. Đó thì hôm nay thì tôi đá với mấy anh sinh viên nha anh em ơi. Đó thì mấy anh sinh viên này biết tôi trên mạng nên có cáp kèo anh em à. Đó thì một pha lòn háng của Đức Cống. Xong rồi, động tác giả sút. Sút nhưng mà không sút. Xong rồi, sút nhưng mà không vô nha anh em ơi. Đó thì bên kia đá hụt trái banh luôn anh em à. Đó. Thì mấy anh này biết tôi trên mạng anh em nên giống như là cáp kèo đá anh em. Đó. Thì anh em nào muốn đá kèo với team tôi á thì inbox cái việc inbox Facebook của tôi nha. Facebook của tôi là Nguyễn Bảo Quý anh em ơi. Đó. Thì bây giờ đây là vị trí của Phú đây. Rồi, Phú làm gì đây? Sút nhưng mà không vô nha anh em ơi. Rồi thì đây là vị trí của Quý một ngón đây, Quý ngón sút nhưng mà không vô nha anh em ơi. Đó. Thì hồi nãy giờ là tỷ số là 0-0 nha anh em ơi. Rồi, bên kia chuyền sút. Trời ơi trời. Né cái anh số 20 đó sút căng quá cái chuẩn luôn nha anh em ơi. Đó. Thì bên tôi thua một trái rồi. Xong rồi thua tiếp thêm một trái nữa nha anh em ơi. Đó là hai trái. Đó thì bên tôi giống như là tem là hánh lặt kèo mà anh em. Thì khúc đầu thua nhưng mà khúc sau sẽ lặt kèo cho anh em xem nha. Đó. Thì có anh em nào tem giống tôi không? Đó. Trời ơi. Hôm nay thằng Bình Gon nó sút và tôi đảm bảo với anh em luôn là cái gôn của bên kia là nó thúi luôn anh em ơi. Đó, ăn mừng của Ronaldo luôn nha anh em ơi. Đó. Thì bây giờ đây là vị trí của Đức Cống nè. Đó, một pha gạt chân của tem bạn thì Đức Cống đã nằm xuống. Nhưng mà pha chơi fan play đó đã trả banh về gôn nha anh em ơi. Thì khá là nhiều anh em phái tôi giống như là làm clip bóng đá luôn anh em mà. Thì anh em trời nhắn like liền giúp tôi đi để mình có động lực ra nhiều clip hay cho anh em xem nha. Trời hai điều luôn anh em ơi. Hôm nay thằng Bình nó xúc vô hai trái là tôi đảm bảo với anh em luôn là cái gôn bên kia nó thúi luôn anh em ơi. Rồi bên kia, rồi bên kia lại tiếp tục vô một trái nữa nha anh em ơi. Đó hiện tại là bên kia vô là mà ăn tôi một trái rồi. Đó giờ động tác dễ nào, Quý một ngón dễ qua một người xong rồi truyền cho Kiên Nhẫn xong rồi bị mắc banh nha anh em ơi. Đó bây giờ thì tôi sẽ vẽ lại cho anh em xem nè. Rồi dễ qua một người nè, rồi hai người nè, rồi ba người nè, rồi bốn người truyền cho Kiên Nhẫn xúc vô. Trời ơi trời, một pha dẻ bốn người bên team bạn nhưng mà không vô nha anh em ơi, rất là chi là tiếc luôn. Rồi tôi định lòn háng nhưng mà không có lòn háng được cho anh em ơi. Đó bây giờ làm gì đây, chuyền cho giống như là rồi Kiên Nhẫn sút vô. Ok anh em ơi, ba điều rồi nha anh em ơi. Đó bây giờ là bình tĩnh xử lý nha, sút nhưng mà không vô nha anh em ơi. Thì hôm nay thằng Chí nó bên tôi nó chụp cho anh em ơi. Đó thì khá nhiều trời luôn, rồi luôn lại tiếp tục điều luôn rồi anh em ơi. Đó bây giờ là bình tĩnh xử lý nha anh em ơi. Đó một pha giống như là dẻ không qua người của Quý một ngón xong rồi giữ banh. Đó thì tôi là tôi giữ banh khá là cứng nha anh em ơi. Đó thì anh em xem clip anh em cũng biết rồi đúng không. Đó tôi là tôi dẻ banh thét luôn anh em à. Đó bây giờ bình tĩnh nè, rồi bây giờ bình tĩnh nè, rồi bây giờ là một đấu hai, rồi bây giờ hết đường chuyền anh em ơi. Rồi phải đánh dẻ anh em ơi nhưng mà bị mắc banh anh em ơi, mé căng quá cái chưởng luôn. Rồi bây giờ là bình tĩnh nha, bình lé sút rồi xong rồi té luôn nha anh em ơi, này là hết năng dạ nha anh em ơi. Rồi ok bây giờ là bên kia nè, bên kia làm gì đây, rồi chuyền sút rồi vô anh em ơi, quá hay luôn anh em ơi, quá hay.
Rồi bây giờ Chí định làm cu lê với anh Đức nhưng mà không vô nha anh em ơi, rất chi là tiếc luôn nha anh em ơi. Đó bây giờ là vị trí của Thanh Đàn, xúc trời ơi trời, xúc ngay chân cái cổ của bên Hủng Mô bên kia luôn nha anh em à. Đó bây giờ đây là Kiên Nhẫn nè, Kiên Nhẫn xúc quá đẹp luôn Kiên Nhẫn ơi. Rồi bên tôi là tiếp tục ăn thêm một trái nữa rồi nha anh em ơi. Đó ok chưa anh em, thấy tem của tôi đá đều chưa? Bây giờ là đây là Hứa Phúc Văn nè, Phúc Văn xúc. Trời ơi trời, tôi nói với anh em là gốc chữ A đẹp quá cả trưởng luôn nha anh em ơi. Rồi bây giờ xúc, trời ơi trời, mấy cái anh số 20 này hồi nãy giờ là tôi để ý anh em là xúc mạnh quá cái chuẩn luôn anh em ơi, đá cực kỳ hay luôn nha. Rồi bây giờ là bên kia nè, rồi chuyền cho anh số 20 xúc, trời ơi trời, anh em thấy gì chưa, nếu mà trái banh nó đem mà nó vô cái gôn anh em là tôi nói anh em là chụp đảm bảo không bao giờ được luôn. Rồi bây giờ là Đức Cống nè, Đức Cống làm gì đây? Rồi Đức Cống xúc quá hay luôn anh em ơi. Đó thì hôm nay thì tôi quay một ngày giống như là sinh hoạt của tôi cho anh em xem á anh em. Đó thì chứ không phải là một trận bóng đá, thì nếu anh em nào mà muốn quay clip bóng đá thiệt là dài ra anh em, thì anh em giống như là comment bên dưới, anh Quý ơi, anh Quý quay dài dài ra đi đó, để em xem cho nó đã. Đó anh em comment bên dưới thật là nhiều lên để mà tôi giống như là tôi đá hết sức để mà có những cái pha đẹp cho anh em xem nha anh em ơi. Đó thì hôm nay thì tôi giống như là ngủ mấy anh sinh viên này đá thôi anh em à, chứ không có gì nha anh em ơi. Đó thì hai tem bên nào cũng căng thẳng hết trơn anh em à. Đó nãy giờ là tỷ số là đều đều hết trơn rồi, thì anh em nhìn nè, tem Đức Cống cây quái nó có người yêu quá hay. Đá làm sao, đá làm sao, đá gì hay đó ba. Gì nha, gì đó ba, anh gặp gì vậy? Này gì Quý, Quý gì vậy? Má này hiện tượng gì vậy anh em? Phần trăm phần công lực nó ít lên 10 tỷ. Rồi thì bây giờ là tỷ số bao nhiêu tôi cũng không biết nữa rồi anh em ơi. Đó bây giờ là trời ơi trời, vô banh gì căng đét dữ hiên. Rồi căng quả trưởng luôn, đây là trọng bằng nè, trọng bằng làm gì đây? Rồi định vẽ làm gì đây? Rồi một pha vẽ qua căng hai, nhưng mà rồi một pha chơi xấu đẩy người ra, xong rồi đẩy người ra làm gì đây? Đẩy người ra xong rồi bị xúc vô luôn. Rồi một qua sai lầm của giống như là con trâu nước, thì bây giờ là một pha xúc rồi vô luôn nha anh em ơi. Rồi thì bây giờ là đến lượt trâu nước xúc nhưng mà không vô nha anh em ơi. Đó một pha trái bóng khá là căng luôn. Bây giờ là Thiên Hằng, Thiên truyền lên cho Trọng Bằng nè, Trọng Bằng vẽ qua rồi xúc vô nhẹ nhàng và tình cảm luôn nha anh em ơi. Đó thì anh em nào muốn giao lưu bóng đá với tôi anh em thì anh em cứ việc giống như là inbox bên dưới, nhớ là comment bên dưới hoặc là dũng lên nha anh em ơi. Đó để tôi giống như là liên hệ cho anh em nha. Rồi bây giờ là Đức Cống xúc ra đúng, trời ơi trời, mé chứ anh nó căng như vậy mà xúc không vô nha anh em ơi. Đó bây giờ là Chí lên đây, Chí truyền cho Đức Cống nè, Đức Cống làm gì đây? Đức Cống truyền cho Phú, rồi nhẹ nhàng tình cảm luôn nha anh em ơi. Đó thì bên tôi thì dành phần thắng 100% anh em ơi, tại vì team tôi là thánh đặt kèo mà anh em. Đó vô tiếp tục nữa anh em thấy không? Đó team tôi nó kiểu gì anh em à, khúc đầu thua thua anh em, rồi khúc sau là win nè anh em ơi. Đó không hiểu sao luôn. Rồi bây giờ Đức Cống với Quý một con nè, rồi chiền xong rồi bị mất nhịp nha anh em ơi. Lúc này nó chửi tôi dở bẹt à anh em à, mấy mấy anh niên này chơi đá banh vui vẻ mà căng thẳng quả trưởng luôn anh em ơi. Đó bây giờ là tôi một pha sửa sai nha anh em ơi. Đó khúc này tôi định xúc rồi, thôi chuyền cho bồ xúc vô chơi nhẹ nhàng tình cảm nha anh em ơi. Đó thì bây giờ đây là một pha, trời ơi một pha té của Đức Cống nha anh em ơi. Đó Đức Cống vô quá trời nên té nha anh em ơi. Đó không thật, không không phải lỗi của mấy anh kia nha. Rồi bây giờ làm gì đây? Rồi xong luôn, cừ luôn, tao nói mày gái nào cũng đi nữa à. Rồi bên tôi giống như là giành chắc phần thắng anh em ơi, mấy anh bên kia là bây giờ là nản hết trơn rồi, rồi lại tiếp tục vô tiếp nhưng mà Kagamemen giống như là không quay được cho anh em ơi. Đó thì bây giờ làm gì đây? Rồi xúc vô quá là nhẹ nhàng tình cảm luôn anh em ơi. Thì anh em thấy những cái pha mà highlight như thế này anh em là tôi đã giống như là cắt ghép đồ dữ lắm anh em, mà tại vì một tiếng rưỡi mà anh em tôi cắt còn có 10 phút á, mong anh em thông cảm với tôi nha anh em nào. Trời ơi trời, té luôn anh em ơi. Đó còn ai, anh em nào mà muốn tôi quay nhiều anh em thì anh em cứ việc bên dưới comment bên dưới, anh Quý quay nhiều lên để mà em xem cho nó đã. Đó anh em comment bên dưới như vậy đó để mà tôi biết, để tôi quay nhiều cho anh em xem nha. Rồi bên kia lại tiếp tục vô anh em ơi. Đó giờ Đức Cống nè, rồi một pha chơi giống như là gạt chân trụ anh em ơi, nhưng mà không sao. Rồi bây giờ lên nè, Kiên Nhẫn dễ qua một ngừ, xong rồi làm gì đây? Truyền cho ông Phú nè, ông Phú làm gì đây? Mất bành. Rồi ok anh em ơi, thế là một ngày của mình chỉ trận diện bao nhiêu đó thôi nha anh em ơi. Thì anh em mấy anh em nhớ like đăng ký kênh hỏi cho mình nha. Ok bye anh em.